Rồi, xin chào cô chú anh chị, mình đã đến với kênh chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay mình lên cặp bò cái kem chữa 5 tháng cả nhà. Đây là hình ảnh hai con bò cái kem nè, chữa 5 tháng cả nhà. Đó, nhìn hai con hết phương, có hai con trạng thấy ghê không cả nhà. Lưng đo luôn nha, chân cẳng xương thì khỏi chê. Đây là sái lúng nghiêm chỉnh luôn, lúng dạo yếm nghiêm chỉnh nha. Chân cẳng to, chân móng sọ đàng hoàng, thấy ghê, hình có tạng không, cao ghê không cả nhà. Con này là cao hơn 1m3 nha cả nhà. Đó, cái tơ chữa 5 tháng nha, thì giá khởi địa giá là 36 triệu mỗi con. Thì cả nhà ai quan tâm thì liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Nhưng cả nhà thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ mình nha, và like, và nhấn nút like và nhấn nút đăng ký nha, để theo dõi những clip mới nhất từ kênh mình về bò cho cả nhà xem nha. Ở đây là con thứ hai nè, tại mà ánh nắng nó hơi chói hay... đó, con thứ hai nè, hai con này ăn ghê lắm, cũng chữa 5 tháng luôn. Xương chân cẳng xương chân to ghê không, chân móng sò luôn, dạo uống yếm đầy đủ, sái đều nghiêm chỉnh hết nha. Con này cũng giá là 36 triệu, lưng đôi luôn cả nhà. Đó, nhìn nó to thấy ghê không, đùi chữa năm tháng cái tơ. Thì cả nhà ai quan tâm thì liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Cũng đừng quên nhớ thấy chương trình này của mình làm hay nha, đừng quên nhấn nút đăng ký nha và like cho mình nha, để mình like những clip hay hơn nữa cho về bò cho cả nhà xem nha. Đó, to ghê không cả nhà, tàn dục khủng luôn á, quá đẹp, con này đẹp hoàn thiện luôn nè. Ai quan tâm thì inbox nha, số điện thoại nha cả nhà.